Ok, chào các bác. Hôm nay em lại quay trở lại với cây phi điệp. Một cây phi điệp khá là nổi tiếng, được rất là nhiều người biết đến. Không chỉ có sự nổi tiếng mà cây này còn được rất là nhiều nơi gọi là như nào cho dễ nhỉ? Gọi là gọi nhiều tên quá, nhiều cây giống nhau ấy, nhưng mà nó cũng là hơi khó để nhận diện đúng về thực hư cây nó như thế nào. Thì đây thì hiện giờ em đang quay với cây năm cánh trắng củ chi, mọi người nhìn thấy đấy ạ. Đây là cây phi điệp năm cánh trắng củ chi nhé. Cái này thì gọi là khá là dính khá là nhiều thị phi, nhiều tên gọi tuyết chi mơ, có nghĩa là giống cây tuyết, cây củ chi và cây chợ mơ là ba cây rất giống nhau. Đây là cây cây năm cánh trắng củ chi, một trong những cây năm cánh trắng rất là đẹp, được rất là nhiều người biết đến. Không chỉ về là rất là đẹp mà cây này còn dính nhiều thị phi mà, nên là nó cũng 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 có nhiều yếu tố để mọi người cùng cùng biết đến nhiều hơn. Cây tuyết thì nó hơi khác cái này một chút, bởi vì cây nào em cũng đã từng nở em biết mà, nó nở nhà em thì em mới biết, còn nó chưa nở làm sao em dám biết được, đúng không? Làm sao em dám nói là cây này nó thế nọ kia được. Hai cây này nó sự khác nhau một chút. Cây năm cánh trắng tuyết thì mắt nó nhỏ hơn và khá là gọn hơn. Còn khi lên ảnh thì thân thì cái vấn đề hoa nó khá là giống nhau khi chụp ảnh. Bởi vì khi chụp ảnh thì nhiều khi là chụp đâu phải là do ấy đâu, do bông hoa đâu, mà là do người chụp ấy chứ. Do góc chụp. Hôm nay trên này gió nó hơi to nên là cũng có thể là nó sẽ làm hơi khó nhìn hơn một chút, nhưng em sẽ cố gắng để quay một cách tốt nhất có thể để mọi người cùng ngắm và nhìn nhận về cái cây củ chi này. Thì vẫn như mọi khi thôi, em cũng chưa biết làm cách nào khác cả, nhưng mà em sẽ làm như mọi khi để mọi người cùng biết rằng những cái khác em giới thiệu ấy, để mọi người cùng nhận biết, mọi người xem cái video của em, mọi người nhận biết được rằng là cái cây này nó là cây như thế nào, thân lá ra làm sao. Bởi vì nhiều khi bây giờ mua bán những cây cây không hoa ấy, thì ít ra là mình cũng phải có được những cái yếu tố về thân lá, màu sắc thì mình mới biết được. Chứ bây giờ mà cứ bảo là cái cây này nhưng mà không có hoa thì đương nhiên là sẽ rất là khó nhìn, đúng không ạ? Khó là nhận biết được từ thân lá cho đến hoa. Thế nên là em quay video để các bác cùng xem về những cái cây em quay ấy, thì là em quay hết cả thân lá nó ra làm sao thì mọi người cùng nhìn và mọi người cùng để ý rằng khi mình mua cái cây như thế liệu nó có đúng là cái cây này không, bởi vì cây của em đang hoa mà. Đây thì em nói sơ qua về thân lá của cái cây năm cánh trắng này, cây củ chi nó rất nhanh thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu ạ. Đây các bác có thể nhìn tổng quát của nó nhé, cái thân mầm của nó đây, đây cái lá. Em nói về cái thân thì cái thân của nó khá nhỏ thôi, không nó không to. Thân của nó thì khoảng từ 0,5 đến to nhất thì chắc là 1,5 cm, 0,5 đến 1,5 cm nhé. Thân của nó thì hơi có cước trắng ở gốc này. Đấy. Gốc lá nhá, chân lá. Chân lá của cái lá trên này này thì sẽ là cái chỗ này thì nó sẽ chân chân lá nó hơi có trắng. Sọc trắng. Cái nào nó cũng vậy cả, cái nào nó có sọc trắng như thế. Đến cái thứ hai là về cái độ thân của nó thì nó hơi rích rắc một chút. Các bạn có thể nhìn thấy nó hơi lượn chứ nó không hề thẳng. Thân nó hơi lượn. Không phải do nuôi nhá. Đương nhiên là vẫn là do nuôi thì thân nó sẽ dài và nhỏ. Nhưng đây quay trở lại cái thân mẹ của nó hơi rích rắc này. Các bác nhìn này, thân nó hơi rích rắc chứ nó không hề thẳng tắp. Hơi rích rắc nhá, chân nó cũng có cước nhá. Chân là có cước như các
cái non nó thế, thân mẹ nó thế, chân nó cũng có cước sọc trắng ấy. Thân này là dòng củ chi mà. Củ chi gọi là củ năm cái trái củ chi, nhưng mà miền thì chắc chắn là miền Trung Nam rồi. Thân lá nhỏ thôi, hơi dính đặc. Thân của nó thì màu xanh tuyền, không có khắc tím. Cái này là như thế. Không có một tí ám nào cả. Tất cả luôn. Sạch đến tận ngọn nhá. Đây các bác nhìn ngọn nó này. Em quay nó hơi khó để mình nhận diện bởi vì điện thoại mà. Đây về thân, hơi tích rắc và dài nhỏ nhá. Mỗi đốt của nó dài khoảng từ 2 đến 3 cm. Về cái phần lá của nó đây này, lá nó khá là nhỏ. Lá nó nhỏ lắm. Lá nó khoảng từ 1,7 đến 2,5 cm. Đấy là chiều rộng. Chiều dài của nó khoảng từ 5 đến 8 cm. Phụ thuộc vào mình nuôi, nhiều nắng thì nó sẽ ngắn và ít nắng thì nó dài hơn. Đây cây mẹ nó đây. Cái mẹ nó này thì dài khoảng 9 cm. Thì nó phụ thuộc vào mình nuôi đấy. 90% là phụ thuộc vào mình nuôi. Hôm nay gió to quá. Phụ thuộc vào mình nuôi, nhưng còn thân xanh sạch. Và lá nó hơi võng như này. Ấy. Ấy, đấy là lá mẹ. Còn lá non ra thì nó cũng cong sẵn và nó hơi nhăn. Nó không được cong phẳng. Nó không cong phẳng. Lá nó vẫn có điểm hơi cong à. Nó vẫn không phẳng, nó nhăn ấy. Đây các bác nhìn này. Đây này. Đây nhá, đây này. Lá hơi gợn sóng. Lá nó gợn sóng. Chứ không phải là dạng lá phẳng. Mùa nở hoa của nó, như cái này đang nở tự nhiên. Là đang nở vào dịp tháng 6. Nở vào dịp tháng 6. Bây giờ đang tháng 6. À, đầu tháng 7 rồi. Hôm nay mùng 3 tháng 7. Cái cây đang nở là một cây nở tự nhiên. Cây này khá là ít hoa. Không nhiều hoa lắm. Cả một cái thân dài đây. Không kỳ nhá, không phải là ấy đâu. Không kỳ nhá, có đúng 2 bông hoa thôi. Thân dài đấy. Không có đúng 2 bông hoa thôi. Đây là cây củ chi. Về hoa của nó thì nó có một cái form khá là giống cây tuyết và cây chợ mơ. Nhưng em nghĩ là cây này, đây nếu chụp lên như này rất giống. Bộ cánh của nó giống lắm, cánh nhỏ. Nhưng mà cây này thì hoa nó không thăng hoa mà cây tuyết thăng hoa hơn, đẹp hơn. Hoa nở vào tháng 7. Mũi của nó thì gọi là mũi màu vàng hơi phấn hồng. Hơi phấn hồng nếu nhìn kỹ, còn không thì nó chỉ là màu vàng chủ yếu đang nở đây. Nhưng vẫn là mũi màu hồng. Đấy là do mình nuôi. Nhiều nắng thì mũi lên màu đậm hơn, mà ít nắng thì mũi sẽ sáng ra. Mắt của nó thì mắt hơi phẩy. Mắt hơi phẩy và khá là to. To hơn là cây tuyết. Cây tuyết thì bé hơn, mắt bé hơn, phẩy bé hơn. Còn đây là cái môi của nó thì rất là nhiều phấn trắng, lông trắng, rất là đẹp. Thì để mà một cái cây nở tự nhiên ấy, thì luôn luôn nó sẽ đạt được yếu tố nhất định. Một những cái đỉnh điểm nhất định. Chứ nó không như là những cái cây hoa kích. Hoa kích thì em chẳng dám quay bởi vì nó hơi xấu. Nên là không dám quay. Nhưng cây này nở quá là đẹp. Nên là nó được rất là nhiều người lựa chọn. Về thân lá và vùng miền thì em chỉ muốn quay để mọi người cùng biết thôi. Biết để mọi người cùng nhận diện một cái cây nó có thân lá đấy. Anh chị tua lại phần thân lá xem nhá, thì biết được cây đấy thân lá như vậy thì anh chị mua ấy, thì có thể là mình nhìn được một chút về thân lá. Dở ra nó giống nhau thì mua, nó có cái nhiều yếu tố giống nhau thì mua, còn không thôi cứ nhà ai nở hoa thì mình mua, còn nhà ai không có nở hoa thì thôi, thì tốt nhất là em nghĩ là hạn chế mua, không nên mua, bởi vì cây giá trị nó lớn mà số tiền các bác bỏ ra này, nó rất là khó. Thế nên là cứ cây nhà ai nở hoa thì cũng mua sưu tầm, còn không thôi mình cứ ngắm thôi. Đây em quay những video là các bác ngắm nó thoải mái, cứ lên mạng lướt xem mà có cây nào là mình ngắm. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái cây năm cái trắng củ chi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.
Hẹn gặp lại các bác vào những video khác. Mùa này thì khá là nhiều hoa phi điệp nên là em chủ yếu là quay về những cái cây mà nó ít người sở hữu cây to để có hoa ấy. Vì chủ yếu là kia là nhiều mà. Em có hoa thì em sẽ quay em đăng hết những cái cây mà nhà em năm nay nó nở. Thế còn em làm lan thì nó lâu lắm rồi, nhưng mà ngày trước thì đâu có để ý vấn đề là quay lại đâu, chỉ có chụp ảnh thôi. Nhưng mà chụp ảnh thì nhiều khi là nó không nó có rất nhiều bông giống nhau do góc chụp. Ví dụ chụp lên như này thì cái mắt nó cảm giác là bé tí, sao biết được. Chụp cận này, quay video này thì nó dễ nhất này. Chụp cận này không biết được, nó còn bộ cánh biến thiên bởi do nuôi nhiều nắng ít nắng, cho ăn nhiều phân ăn ít phân. Thế nên là các bác nên thận trọng khi mua những cái cây mà nó chưa có tên tuổi nhiều. Cứ mua cây nào đã có tên tuổi rồi, nở nhiều lần rồi là các bác sưu tầm chắc chắn và không sợ bị người ta lừa đảo nữa. Bởi bây giờ thị trường lừa đảo rất nhiều. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Nếu các bác cảm thấy có mà nhu cầu gì thì có thể phản hồi cho em theo số điện thoại em để dưới, nếu như mà nó không đúng sự thật hay như nào. Còn cây này thì cánh nó trắng tinh rồi, nhiều người biết nó nở trắng tinh các bác nhé. Cảm ơn các bác, chào các bác.